trong một hành động dã man không thua gì bọn hải tặc Trung Cộng ở Biển Đông, một tàu sắt thuộc lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã lao đến húc chìm một tàu cá Thanh Hóa và sau đó bỏ chạy vào sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, giới thanh tra ngư nghiệp tỉnh Thanh Hóa lại mô tả vụ tấn công này chỉ là một va chạm nhỏ và đổ thừa cho chiếc tàu cá đã bỏ chạy khi chiếc tàu kiểm ngư tiến đến kiểm tra giấy tờ. Và trong cuộc truy đuổi sau đó, chiếc tàu kiểm ngư đã húc vào mạn phải của chiếc tàu cá, rồi vòng trở lại để húc thêm một lần nữa khiến chiếc tàu cá bị chìm và hai ngư dân bị thương. Cần nhắc lại là suốt nhiều năm qua, hàng trăm chiếc tàu cá Việt Nam đã bị chiến hạm và tàu cá Trung Cộng tấn công, cướp bóc hay húc chìm ở Biển Đông. Nhưng mỗi khi loan tin thì giới quan chức và báo chí lề đảng không dám nêu đích danh Trung Cộng mà chỉ gọi là tàu lạ. Tới thời điểm này thì ngư dân phải chuẩn bị tinh thần đối phó với kẻ ngoại xâm đội lốt người Việt qua chuyện cố ý đâm tàu, giết dân để trống biển cho ngoại bang làm chủ. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Hết tàu lạ, đến tàu quen, đâm tàu dân của Hạ Trắng sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2016, tàu của ngư dân Thanh Hóa đang dò cá tại khu vực tọa độ 19,33.500 Bắc đến 105,5.432 độ Đông, thì bị một chiếc tàu sắt của kiểm ngư mang biển kiểm soát TH-0002KN đâm thẳng vào mạn phải. Ngư dân Dương Văn Đồng kể lại rằng, cú đâm mạnh làm vỡ mạn tàu, sau đó chiếc tàu này còn quay lại húc lần nữa, làm hư hỏng hoàn toàn. Hai ngư dân đã bị thương, và hậu quả của hai cú đâm liên tiếp dẫn đến tàu ngư dân bị chìm. Ông Hoàng Văn Tân, Phó Chánh Thanh tra Sở Ngư nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, đã xác nhận có xảy ra vụ việc trên, và ông mô tả đây là một vụ va chạm. Nguyên nhân dẫn đến việc tàu mang số hiệu TH-0002 của Thanh tra Sở Ngư nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đâm tàu ngư dân là vì tàu cá này có dấu hiệu vi phạm như không ghi số hiệu tàu, chuẩn bị đánh bắt trên vùng biển bị cấm hành nghề lưới vây. Khi thanh tra ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra, thì chiếc tàu cá này bỏ chạy. Tàu thanh tra truy đuổi và đâm thủng tàu cá của dân. Thông tin cho hay, trong quá trình kiểm tra, thuyền trưởng tàu cá không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản, nên lực lượng thanh tra đã lập biên bản, tuy nhiên ngư dân không ký. Sau khi thống nhất, thanh tra đã để cho tàu cá của ngư dân quay trở về cảng Lạch Bạn, còn tàu của thanh tra về cảng Lạch Hới vào lúc khoảng 12 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 30, đoàn thanh tra của Sở Ngư nghiệp Phát triển Nông thôn nhận được tin báo từ trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Lạch Bạc rằng tàu cá của ngư dân Dương Văn Đồng đã bị chìm ngoài biển. Ông Tân khẳng định rằng vụ va chạm không đến mức thủng thuyền, đồng thời đặt câu hỏi trong quá trình vào bờ không biết họ xử lý thế nào. Ông này cũng cho biết rằng hiện chúng tôi đang tiến hành xem xét vụ việc. Nếu lực lượng thanh tra vi phạm quy trình công tác, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, đến sáng ngày 22 tháng 11 năm 2016, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Hà Lê khẳng định va chạm với tàu cá của ngư dân là tàu thanh tra hoạt động đánh bắt thủy sản, chứ không phải tàu của lực lượng kiểm ngư. Có lẽ không cần xác định rõ thủ phạm đâm tàu cá của ngư dân là tàu thanh tra hay tàu kiểm ngư. Nhưng lần này, kẻ tấn công ngư dân Việt Nam không phải là tàu lạ như vô số lần trước, mà là tàu quen, mang nhãn hiệu Made in Việt Nam hẳn hoi. Qua lời tường thuật của nhân chứng, nạn nhân Dương Văn Đồng, thì sau khi đâm tàu dân lần thứ nhất, tàu quen đã chạy ra xa, rồi quay lại đâm tiếp lần thứ hai. Cú đâm thứ hai khiến hai ngư dân trên tàu là anh Hoàng Văn Huy và anh Lê Văn Nhi bị hất văng xuống biển. Mọi người trên tàu phải vứt can nhựa xuống dưới nước để cứu những người này. Gây án xong, tàu kiểm ngư lùi ra xa cách mấy chục mét không ứng cứu. Nhưng nước ngấm vào tàu rất nhanh và anh Đồng phát đi tín hiệu gọi ứng cứu. Tàu kiểm ngư mới tiếp cận và bơm nước ra khỏi tàu, nhưng kết quả không khả quan.
Trong lúc tàu đang bị chìm dần, cán bộ kiểm ngư vẫn một mực bắt anh Đồng ký vào các biên bản phạm tội. Sau đó, cán bộ kiểm ngư yêu cầu đưa tàu về cảng để xử lý. Khi đã thống nhất phương án đưa tàu vào bờ, thì tàu kiểm ngư bỏ đi. Tàu của tôi được tàu của anh em lại dắt. Tuy nhiên, tàu đi được khoảng 2,3 hải lý thì nước ngập sâu và chìm dần. Các thuyền viên phải sang tàu khác để vào bờ, anh Đồng kể. Theo ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư thì việc hút vào mạng tàu cá nếu có là hành động không thể chấp nhận được. Khi xảy ra những vụ việc sai phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản cho người dân, thì các cơ quan chức năng thường phản ứng một cách chiếu lệ và sử dụng các khái niệm nước đôi, tối nghĩa nhằm đánh tráo sự thật. Ngay cả trong tình huống tàu bị kiểm tra có hành vi chống đối, chống người thi hành công vụ, hoặc thậm chí tình huống nguy hiểm nhất là chống đối đe dọa an toàn tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ, người thi hành công vụ cũng không được sử dụng tàu hút vào tàu vi phạm đến mức làm chìm tàu như vậy, ông Lê quả quyết. Với những gì ông quan chức này phán, thì anh ngư dân Dương Văn Đồng và đồng nghiệp cứ liều hồn, tốt nhất là đừng có ho he gì. Một tàu cá bị đâm, chứ đến mấy tàu bị đâm cũng nên ngậm miệng. Không ngậm miệng thì chuyện bốc lịch trong tù với bản án chống người thi hành công vụ, đe dọa tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ đang treo lơ lửng trên đầu. Bị đâm chìm tàu, bị đe dọa, bị trọng thương là nhẹ lắm rồi. Ngư dân Việt Nam mưu sinh dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đúng là lắm gian truân. Có thể nói là từ chết đến bị thương. Chắc không có nơi nào như trên đất nước Việt Nam mà hết tàu lạ đến tàu quen, đâm tàu dân ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia mình. Đài phát thanh đáp lời sông nước. Ông đi đi cả. Thở ách. Đi cậu ạ. Hút vô. Quay. Quay đây. Trời. Tàu chí 0002. Tàu kiểm ngư. Chìm luôn. Kiểm ngư Thanh Hoa này, chí 0002 này. Kiểm ngư đó. Tăng luôn. Lên đảo mà lại. Lấy máy quay luôn. Cho nước vào đi. Thôi.
quay tiếp mà. Tiếp mà. Hãy buồn lên. Hãy buồn bật ra người lên.